Xin kính chào toàn thể quý vị. Buổi sáng hôm nay Dũng Audi sẽ làm một clip giới thiệu về một mẫu xe mà hiện tại đang trưng bày bán tại cửa hàng của Dũng Audi, chỗ ô tô số 1 Hải Dương. Trên đây là một chiếc xe của hãng Ford. Vâng, đây chiếc Ford Fiesta phiên bản sedan, động cơ 1.6 số tự động, sản xuất 2012. Chiếc xe này hiện tại thì bên Dũng Audi đang bán với giá là 285 triệu đồng. Vâng, quý vị, quý chị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0308 55 966 966, hoặc trực tiếp đến tại cửa hàng của Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương, nằm tại địa chỉ 14.3 Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, kế cạnh khách sạn 25 tầng khách sạn Nam Cường. Vâng, đây là toàn bộ khung cảnh của cửa hàng nhà Dũng Audi đấy, chợ ô tô số 1 Hải Dương, 14.3 Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phần chính, phần quay về chiếc Fiesta được sản xuất 2012, động cơ 1.6 số tự động cửa sổ. Con này có xi nhan trên gương. Đấy, có phanh ABS, lá phanh. Đây. Con này là phiên bản sedan nhé. Phiên bản sedan nhé. Với thiết kế rất là vuốt, rất nhọn, nhìn cũng khá là bắt mắt. Giá chiếc xe này hiện tại bên em đang bán với giá là 285 triệu đồng. Có cảm biến quay xe. Đối với động cơ 1.6 số tự động thì chiếc xe này nó có mức tiêu hao nhiên liệu rơi tầm khoảng 7 lít rưỡi xăng cho 100 km đường hỗn hợp, khá là hợp lý. Mà giá của nó bây giờ chỉ là 285 triệu đồng. Còn chần chừ gì ạ? Hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0308 55 966 966, trên đây phần form dáng tổng thành với ngoài xe nhé. Bây giờ mình và bạn sẽ đi vào phần nội thất thì để đánh giá tổng quan cái phần nội thất. Thì trước tiên thì mình vẫn thấy nó là ghế cơ. Một điểm trừ của nó là ghế cơ. Nhưng mà ghế nó vẫn là ghế nỉ nguyên bản. Ghế nỉ nguyên bản. Trang bị hộp số tự động bản số thẳng. Tắp đô tắp ly còn khá mới nhé, khá đẹp nhé. Chân nỉ nguyên bản. Chân nỉ nguyên bản. Cánh này còn nguyên những keo chỉ nhé. Không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, hàng ghế thứ hai. Và mình khá là thích cái form Ford này, là nó có cái bảng tắp lô, nó cái mặt này rất là hầm hố đây. Đấy, thiết kế tay lái nhỏ gọn. Nói chung một phiên bản tầm giá chỉ hơn 200 triệu đồng mà nó được như thế này. Đây, rất là rộng đây. Đấy, ngồi rất là sướng đây, thân vỏ cực kỳ chắc chắn. Thì mình cũng không đòi hỏi nó nhiều. Chỉ hơn 200 triệu đồng thì chỉ là chỉ như thế thôi, nhưng mà nó chất lượng khá ok. Đây phần khoang cốp đây ạ. Khoang cốp này còn nguyên lốp dự phòng này. Đấy. Và đặc biệt cái phần tôn vỏ đây còn như mới. Đấy, không mối một, không hoen gì. Ok chưa? Các bạn có thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp. 285 triệu đồng cho chiếc Ford Fiesta động cơ 1.6 số tự động. Quý vị, quý chị và các bạn hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0308 55 966 966 để được đặt hàng cũng như để
để được cơ hội sở hữu chiếc Ford Fiesta 2012. 285 triệu đồng giá bao rút hồ sơ, hỗ trợ sang tên khách hàng, hỗ trợ sang tên trên toàn quốc, giấy tờ thủ tục an ninh đảm bảo pháp lý, không tranh chấp, không cầm cố, không phạt nguội. Quý vị khi mua xe tại Dũng Audi chỗ ô tô số 1 Hải Dương luôn luôn yên tâm về pháp lý và về chất lượng xe. Cảm ơn quý vị, quý chị và các bạn đã quan tâm, đã theo dõi video clip chi tiết chiếc Fiesta này. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Dũng Audi xin trân trọng cảm ơn.